Dạ vâng, Bảnh xin kính chào với ông bà, cô chú, với anh chị, quý khán giả đang xem kênh. Thì hôm nay thì Bảnh rất là mừng khi nhận được sự hỗ trợ của chị Mạnh Thường Quân ở bên Pháp là giấu tên. Thì trong qua sự việc thời gian qua thì Bảnh có như đăng những video của hoàn cảnh của chị Vinh mà mất rồi để lại người con là 10 ngày tuổi chú anh chị. Thì đứng cái Bảnh đây là chị Liên, là chị ruột của chị Vinh. Thì hôm nay chị ơi, thì em như là Mạnh Thường Quân có nhờ em là thấy bà con của mình. Thì hôm trước là anh Vũ có làm đám tang cho chị Vinh đó. Dạ. Có bà con ở đây cũng như là thấy nghèo như vậy, nhưng mà bà con ai cũng nghèo, nhưng mà có tấm lòng vàng đó để giúp gia đình của mình, như là mỗi người một ít gạo gì đó để làm đám tang vừa qua. Thì hôm nay thì Mạnh Thường Quân thấy như vậy, muốn gửi những món quà như là 10 ký gạo và khô ba loại luôn cho bà con ở đây vòng vòng đây nè. Đó, trong khi đó thì chị cũng có được Mạnh Thường Quân tặng riêng cho chị là 2 triệu đồng để mà đi khám bầu của mình ha, trong thời gian qua bữa giờ chưa đi khám phải không? Dạ. Dạ. Tại vì lo công việc em nè, bệnh này kia rồi lo đam này chứ không được thời gian đi khám bệnh. Dạ. Giờ đang bệnh này nè, đang ho rồi, ngủ không được, nó mệt người á. Rồi. Thì đêm nào cũng ngủ không được hết, tại nó mệt mỏi rồi, ho rồi, sổ mũi này kia. Dạ. Rồi thì bữa nay thì bây giờ bà con mình ở đây là đại diện ra là 6 hộ ha. 6 hộ mình ở đây thì mỗi hộ sẽ nhận được một phần quà, rồi xong rồi có thêm tiền mặt lì xì Tết là 500 ngàn nữa đó ha. Thì món quà này là chỉ có là tôm khô là mỗi bịch là một bịch tôm khô ha. Rồi một bịch là khô cá dứa nè. Rồi một bịch khô lưỡi trâu nè. Và một bao gạo 10 kg, và trong đó thì có tiền mặt là 500 ngàn. Thì tổng cộng mua quà hôm nay thì hết là 3.620.000 đồng, và cộng thêm tiền mặt là 6 hộ là 3 triệu nữa. Thì tổng số tiền hôm nay thì con phát ở đây á cho bà con mình là được 6.620.000 đồng. Đó. Thì nhà ở đây thì rất là nhiều bà con thì đi bỏ nhà nhiều, chúng chị đi làm xa nhà không có vách không có gì luôn. Đó. Thì tới đây phát cho bà con. Dạ. Rồi thì mời cô chú thì qua đây ha, giờ đại diện ha, mỗi nhà là một người thôi, là 6 nhà. Ở đây chị Linh dành là ai là khổ, là hôm trước là chúng mấy cô này giúp đỡ cho mình phải không? Dạ. À. Thì bây giờ thì mời bà con mình lên tới đây ha. Dạ. Này con thay mặt chị Mạnh Thường Quân ở bên Pháp ha. Thì hôm trước thấy bà con mình giúp đỡ cho chị đám tang chị Vinh đó. Thì hôm nay thì Mạnh Thường Quân có gửi riêng cho bà con mình ở đây 6 hộ. Cô cá dứa và cái này là khô lưỡi trâu. Ha. Cái này là món quà của Mạnh Thường Quân ở bên Pháp gửi cho mình ha. Dạ. Nào giờ có được tôm khô dùng chưa? Dạ, chưa. Chưa hả? Dạ. Dạ. Cảm ơn đây là, cô. Hôm nay lì xì thêm là 500 ngàn nữa tiền mặt ha, để mà lì xì Tết để bà con mình như là chồng xóm nhau ủng hộ nhau ha, giúp đỡ nhau ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cái này của Mạnh Thường Quân ở Pháp. Dạ. Rồi cho lên cô tiếp theo đi. Dạ. Dạ, thì món quà cũng như vậy luôn ha, như là 3 món khô. Có tôm khô cái này để mình nấu canh á. Dạ. Thì mình là hái gì đó mình nấu canh ha, có khô luôn. Một bao gạo. Dạ, còn thêm là 500 ngàn tiền mặt ha. Dạ. Chúc chị năm mới thật nhiều sức khỏe nha. Nhớ yêu thương nhau chồng xóm nha. Dạ. Dạ. Chồng xóm yêu thương nhau mấy chị cô ha. Dạ, chồng cô giúp đỡ không á. Dạ. 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 Dạ, cảm ơn. Để cho cô là mình khô luôn ha. Dạ, 500 ngàn tiền mặt để mà lì xì Tết luôn ha. Dạ, cảm ơn anh chú. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân á. Ừ, cảm ơn chú Quân. Dạ. Mừng quá, nói không được luôn. Mừng quá. Dạ. Dạ. Thay mặt Mạnh Thường Quân gửi chị luôn ha. Rồi, bao gạo như 3 loại khô ha. Thì khô này mình đi làm ruộng về có khô chiên ăn ha, gửi 500 ngàn tiền mặt luôn. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Đây, còn một bịch cho, ô chị bự chứ gì? Nên cháo khóc quá, khóc hoài luôn. Cháo nó cháo. Cháo hả? Cháo chồng tới cuối luôn á. Dạ, cái chừng béo phì nữa chị. Phì đâu trời, không ăn cơm cũng bự. Không ăn cơm cũng bự hả? Dạ, em thay mặt chị Mạnh Thường Quân ở Pháp gửi cho chị là 500 ngàn giữ là phần quà này luôn ha. Dạ, chúc mừng năm mới nha. Rồi còn nữa đâu? Dạ. Bé này đâu vậy? Dạ, nhà đây nè. Rồi, gửi cho Tinh ha. Rồi, cho cái bịch luôn. Nó có lời hơn người ta, lấy sao lời ha. Là 500 ngàn. Này cho mẹ nghe, đừng có lấy tiền đi mua kem nha. Dạ. Cái mặt nói bụng quá trời á. Ok rồi về ha, chúc mừng năm mới nha. Dạ. Thì sau khi phát sau
6 phần quà này cho bà con nghèo mình ở đây, thì theo lời dặn của Mạnh Thường Quân là gửi giúp cho riêng của chị là 2 triệu đồng. Thì mong rằng thì số tiền này giúp cho chị là có tiền để mà đi khám thai. Thì kính thưa tất cả các chúng chị Vinh là em ruột của chị Liên đây. Chị Liên thì cũng bầu nữa mà khó khăn, thì gia cảnh cũng khổ. Thì Bảnh xin thay mặt với Mạnh Thường Quân bên Pháp gửi cho chị Liên là 2 triệu đồng để mà có tiền đi mua sữa hay là mua thuốc sắc gì uống cho bé, cho nên cái này nhớ chăm sóc em bé mà em của chị luôn ha. 2 triệu đồng hả chị? Dạ. Em cảm ơn, tại vì hôm qua không có tiền, giờ có tiền đi rồi đi siêu âm rồi khám rồi đi mua thuốc sắc uống, vậy rất là cảm ơn rất là nhiều. Dạ, nào giờ có cầm được 2 triệu chưa? Dạ không. Chưa đó hả? Tại vì khi đi làm về có chia nhau rồi này chia hết rồi. Thì bây giờ thì các bé nhỏ đâu, đây có bé nhỏ nhiều nè. Bà có bà em bé. Em bé đâu? Em bé. Hai đứa. Hai đứa này cho mật nè. Nha, hai đứa cho mật nè. À, mật là ba cái. Hai người này là hai bé luôn phải không? Hai anh mật đây này là ba, nó ba bánh mì chà bông nghe. Dạ. Rồi sáng ăn cơm. Rồi. Chú rồi. Rồi, hai anh em ra luôn nha, đứng chỗ. Chắc cái ôn tè lên. Ôn đâu ôn hộp rồi. Hai anh em ơi, mua mặt khăn. Rồi, chồng hai con luôn. Hai đứa ba cái này chị mới đủ. Rồi. Rồi. Rồi anh em. Hai anh em. Rồi. Rồi, cảm ơn chú ơi. Cảm ơn. Cảm ơn lắm. Cảm ơn. Rồi. Nè hai anh em luôn. Hai anh em luôn không? Cảm ơn con. Hả? Hả? Đi riêng. Xe ra chia nhau đi. Hết chưa? Hết rồi. Giờ Đây. Thì cái chú chị đây là con gái của mà chị Vinh mà vừa mất mấy hôm bữa nè các chú chị. Thì hôm nay thì Bảnh phát bánh xong rồi. Bây giờ chú bác quà xong rồi, còn dư phần này á thì chú thay mặt Mạnh Thường Quân việc đợi cho con luôn ha, để cho con có bánh ăn đi học với hai anh em nha. Thì hai đứa này là con của chị Vinh đó của chú chị, còn một bé nhỏ 10 ngày tuổi đang ở nhà sau. Bây giờ con cất cái này đi rồi để đi học mình ăn sáng ha. Rồi, dễ thương quá nghe con trai, đừng có quậy nha. Thì kính thưa tất cả các chú chị với khán giả và với Mạnh Thường Quân, thì hôm nay thì Bảnh cũng đã phát quà xong rồi. Thì xin chân thành cảm ơn đến vị Mạnh Thường Quân ở Pháp đã có tấm lòng vàng gửi đến giúp gia đình như bà con khó khăn như gần nhà của chị Vinh mà vừa mới mất trong thời gian qua chú chị. Thì hôm nay thì cũng có là chị Liên là chị ruột của chị Vinh cũng như là đại diện ở đây, như là biết những bà con mà thường hay giúp đỡ cho gia cảnh đó, thì cũng đã nhận quà xong rồi. Thì hôm nay chị thấy sao, thấy vui không chị? Dạ thấy vui, giúp đỡ cho bà con này đứa xóm này cũng khổ rồi, giúp đỡ thì rất là cảm ơn rất là nhiều. Tại vì cũng thành, tại vì Tết thì không có tiền Tết, bây giờ có vậy cũng có quà, cũng có sức cảm ơn rất là nhiều. Không gì tả nổi. Tại vì bà con cô bác ở đây cũng nghèo khó. Người không có đi làm, tại vì thất nghiệp rồi đâu có đi làm được đâu, giảm cũng đã giảm hết rồi. Rồi giờ có tiền ăn Tết rồi cũng mừng, hồi xưa cứ cảm ơn rất là nhiều cũng thành. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị và khán giả, thì bây giờ vòng Bảnh xin khép video tại đây. Xin chân thành cảm ơn đến vị Mạnh Vân ở Pháp rất là nhiều, và hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.